đàm phán giữa Nga và Ukraine đã có kết quả, hai bước đi vô cùng quan trọng. Được biết, đáng lẽ cuộc đàm phán của Nga và Ukraine sẽ kéo dài hai ngày, ngày 29 và ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong phái đoàn của Nga và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, vòng này đã kết thúc và dự kiến sẽ không có cuộc gặp nào vào ngày mai. Ông Medensky cho biết, phái đoàn Nga tại Istanbul đã nhận được một quan điểm được xây dựng rõ ràng từ các đối tác Ukraine và giải thích rằng các đề xuất của Kiev sẽ được xem xét trong thời gian tới, sẽ được báo cáo với Tổng thống, sau đó Moscow sẽ đưa ra câu trả lời. Ngoài ra, Nga đang thực hiện hai bước để giảm leo thang xung đột trên phương diện chính trị và quân sự. Bước đầu tiên là Moscow đề xuất xúc tiến một cuộc họp có thể có của các lãnh đạo hai nước, cụ thể là Tổng thống Nga và Ukraine. Nếu ban đầu người ta cho rằng hai ông Putin và Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau hiệp ước được ký tắt ở cuộc họp cấp bộ ngoại giao thì giờ đây hai cuộc gặp này được cho là phải tổ chức đồng thời. Bước thứ hai do quân đội Nga tiến hành liên quan đến việc cắt giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernihiv. Ông Medensky nói với nguồn tin rằng lập trường của Kiev cũng liên quan đến việc từ bỏ mong muốn giải quyết vấn đề Crimea bằng vũ lực. Theo ông, điều này liên quan đến sự hỗ trợ quân sự và thậm chí cả việc thiết lập vùng cấm bay sau 3 ngày tham vấn để giải quyết vấn đề về mặt ngoại giao. Liên quan tới các bên lãnh đạo cho yêu cầu trên, theo Kiev, có thể bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Đức, Israel, Italia, Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, người đứng đầu phe cầm quyền ở Ukraine, ông Akamia, người cũng đang tham gia đàm phán, lưu ý rằng những đảm bảo này sẽ không áp dụng đối với Crimea và Donbass. Kiev cũng yêu cầu các nước bảo lãnh không chỉ không cản trở việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu-EU, -EU, mà còn giúp Kiev làm điều đó càng nhanh càng tốt.